Chào các em, thầy sẽ hướng dẫn các em vòng số 15, phần thi huyền của bảng B. Thì cũng chúc mừng những em đã hoàn thành xong vòng huyền với số điểm khả quan để có thể tiếp tục vào vòng thi cấp tỉnh. Để phục vụ cho những em thi cấp tỉnh, tiếp tục thầy sẽ xuất bản khóa học V64. Các em đón đợi ha. Mùng 6 tháng 3 các bạn bằng A thi xong, thầy sẽ coi thử các thầy ở Bộ Giáo dục ra đề theo hướng nào và thầy sẽ thiết kế cái giáo trình theo hướng đó để phục vụ cho các em thi tỉnh. Các em chú ý theo dõi trang web của thầy thường xuyên ha. Trang web vẫn là buongnhanluan.wordpress.com. Đó là trang web duy nhất hiện có ha. Em không có vào những trang lung tung giả mạo ha. Cái này chúng ta dùng tính chất phân phối của phép nhân đối cộng cho nhanh ha. Hai cái này đi với nhau. 45 7426 là thành 4.500 nè. Bên này là 5.500 nữa. 4.500 cộng với 5.500 bằng 10.000. Dễ quá. X sẽ bằng 5 trừ 12 là bằng -7. Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng chỉ có một điểm chung. Kết quả của phép tính này thì quá dễ rồi. 5, 6, 11 và -20. Cái này các em lười, các em có thể bấm máy luôn. 120 trừ 5 nhân 20 trừ 2 nhân 3 bình trừ cho 6 mũ 3 chia 6 là 6 mũ 2 đó. 64 các em. Cái này các em tính bên trái nó sẽ ra là 121. Đúng không? A mũ 2 bằng 121 thì các em suy ra A sẽ bằng 11 hoặc là -11 cũng được. Nhưng mà ta hỏi A là số tự nhiên vậy ta chọn số 11, bởi vì -11 không phải là số tự nhiên. Cho đoạn thẳng AB dài 2 cm, ta có thể vẽ hình lấy điểm C nằm giữa, nằm ở vùng giữa nè. Rồi M là trung điểm AC, N là trung điểm BC. Ủa, cái này làm hoài à. Rồi các em coi lại khóa học V62 nha. Làm hoài nó sẽ bằng 11 ha. Lấy một nửa của 22 thôi, bằng 11. Từ 3 chữ số 059 ta có thể viết được 4 số. 590, 509, 950, 905 hết. 3 số lẻ liên tiếp, cái này thầy có dạy trong khóa học V63 rồi các em hả? Các em coi lại khóa học V63 nha. Dùng cái kỹ thuật thầy dạy trong khóa học đó. Các em tính nhanh nó sẽ ra gì? Số nè, số thứ hai là cộng thêm một đơn vị, số thứ ba là cộng hai đơn vị, rồi nó bằng 13, số nhỏ nhất là bằng 13, 13 nhân 14 nhân 15, đúng 2730 luôn. Ồ xin lỗi, ba số lẻ mà thôi, lộn bài. Số lẻ, vậy ta gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai sẽ là x cộng 2 và số thứ ba là x cộng 4. Các số lẻ thì cách nhau hai đơn vị ha. Nhân nhau là bằng 12075. Rồi giờ các em dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học V61. Các em tìm nhanh.
Rồi ta sẽ ra số nhỏ nhất là 21 kìa. Vậy nó ra 21 nè, 23 nè và 25. 21 nhân 23 nhân 25 đúng bằng 12075 luôn. Vậy tổng của ba số sẽ là 21 cộng 23 cộng 25 69. Rồi một cuộc thi tiếp sức. Một cuộc thi tiếp sức theo vòng tròn gồm nhiều trận. Đọc đề các em, gồm nhiều trận. Biết rằng chu vi đường tròn là 330, mỗi trận dài 75 m, địa điểm xuất phát và kết thúc cùng một chỗ. Hả? Vậy cuộc thi sẽ có ít nhất bao nhiêu trận? Ồ, cái này thì các em phải thuộc công thức tính chu vi của vòng tròn nha. Công thức tính chu vi của vòng tròn là gì? Vòng tròn thì các em biết rồi, vòng tròn thì nó có khoảng cách từ tâm đến một điểm nằm trên đường tròn. Thì khoảng cách này người ta gọi là bán kính ha. Bán kính là thường ký hiệu là R. R là độ dài của bán kính. Thì chu vi đường tròn người ta sẽ ký hiệu là C này. Thì nó sẽ bằng là 3,14 nhân cho 2R. Cái này các em học ở lớp tiểu học rồi. 2R có nghĩa là gấp đôi bán kính, hay còn gọi là đường kính đó. Đó là công thức tính chu vi, chu vi của một vòng tròn ha. Như vậy đối với bài tập này, đối với bài tập này thì đầu tiên thầy tính chu vi của vòng tròn nè. Chu vi của vòng tròn là 330. Đó thì đâu cần đâu, cái này ta cho sẵn rồi mà. Mỗi trận dài 75 m. Rồi như vậy là chúng ta có thể tưởng tượng như này. Giả sử cái móc xuất phát chỗ này các em nhé. Rồi cái người chạy đây, người chạy thứ nhất đây này. Người chạy thứ nhất họ họ xuất phát từ đây. Họ chạy, họ chạy 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 chạy. Chuyển qua người thứ hai, họ đang đứng ở đây. Là 75 m đúng không? Từ đây tới đây là 75 m này. Đó. Chạy. Rồi điểm kết thúc là phải là cái điểm xuất phát này nè. Như vậy là các em thấy là tổng chiều dài á thì nó phải chia hết cho 75, chia cho 75. Và đồng thời cũng phải chia hết cho 330. Đó. Trên cái đường chạy gần nhiều trận. Mỗi trận là 75 m ha. Thì cái người chạy đầu tiên họ chạy từ điểm xuất phát này tới đây, chuyển qua cho người thứ hai, người thứ hai chạy qua đây chuyển người thứ ba, chạy qua đây chuyển người thứ tư, vân vân. Và chạy bao nhiêu lần đó thầy không biết, nhưng mà cuối cùng họ phải dừng ở đây. Như vậy là tổng chiều dài của cả cái đội tiếp sức đó chạy á, là phải chia hết cho 75 và đồng thời chia hết cho 330 luôn ha. Như vậy là gì? Tổng chiều dài đã chạy, tổng quãng đường đã chạy là A. Thì các em suy ra là A nó sẽ chia hết cho 75 và đồng thời đó là A phải chia hết cho 330, đúng không? Như vậy là A phải là thuộc bội chung của 75 và 330. Giờ các em đi tìm bội chung nhỏ nhất của 75 và 330. Dùng kỹ thuật trong khoa học V số 1. Ta bấm nhanh, bội chung nhỏ nhất của 75 nè với lại 330 nè, 1650 các em, 1650. Như vậy suy ra là A nó sẽ là bội của 1650. Nha. Tức là bằng 1650 luôn đó. Ít nhất mà, người ta đang tính ít nhất mà. Vậy ta lấy cái bội nhỏ nhất luôn, A là 1650. Vậy tổng quãng đường là 1650 thì nó có bao nhiêu trận tất cả? Em lấy 1650 chia cho độ dài mỗi trận. 1650 mà nên chia cho 75 thì bằng 22 cái. 22 trận tất cả nha. Đó. Ngẫm nghĩ các em sẽ hiểu thôi. Đó. Với lại hình dung ra nè.
22 chặng. À, như vậy ta đã hoàn thành bài thi số 1. Bài thi số 2. Đi tìm kho báu. Bài này các em lấy 100. Các em phân nhiệm vụ cho nó. 100 cho tới 2. 100 trừ cho A lớn là bằng 100 thì mình trừ cho 97 thôi ha. 100 trừ 97 là mấy? Là 3 đúng không? 98 trừ 95 cũng ra 3. 100 cộng 98 cộng 96 cộng vân 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 cộng cho tới 2. Như vậy là sẽ có tất cả là bao nhiêu số nhỉ? Từ 100 tới 2 là sẽ có 50 số đúng không? 100 thì thời gian nhiệm vụ là trừ 97. 98 thời gian nhiệm vụ là trừ 95. Rồi 96 thì thời gian nhiệm vụ là trừ cho 93. Cứ vậy trừ vân cho tới số 2. Cho tới số 1 nhỉ. Từ 97 cho tới 1 là có bao nhiêu số nhỉ? Lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 nữa. 1 2 3 cho tới 97 là các em lấy 97 nè. Trừ 1 nè. Là cuối trừ đầu. Chia khoảng cách là chia 2 rồi là cộng cho 1. Như vậy là có 49 số. 49 số rồi. Mà trên này tới 50 số lận. Vậy thì số 100 thì không phân nhiệm vụ, cho số 100 đứng chơi thôi. Đó. 98 phân nhiệm vụ trừ 97 sẽ được là 1. À. 96 trừ 95 lại được 1. Rồi bên cạnh số 96 tiếp theo là 94, 94 trừ 93 cũng ra 1. Vân vân vân. Cho tới 2 trừ 1 thì cũng ra 1. Như vậy là có 49 số 1 em nhé. Còn số 100 thì đứng yên nó đợi. Rồi cộng các kết quả cuối cùng lại là sẽ ra 149 em ha. 149. Nhiều lúc phải thông minh chút kìa. Bài này 2 mũ 8 chia cho 4 thì được mấy? 2 mũ 8 chia cho 4 thì được 64. 64 mình nhân cho 2 mũ 2n thì bằng 4 mũ 5. 4 mũ 5 tính luôn. Mấy chịu nổi mà. 1024. Vậy từ đây các em suy ra là 2 mũ 2n thì bằng 1024 chia 64 là bằng 16. Và 16 thì bằng 2 mũ 4. Vậy các em suy ra là cái số mũ bằng nhau. 2n chính là bằng 4. Như vậy n sẽ bằng 2. Tiếp tục. Cái này là bằng nhau cái tự tính ra đi. 225 hết. À. Các em dùng chức năng tính tổng dồn cũng được. Nó ra bằng nhau cái. Này mình bấm thôi, bấm máy thôi. 20 nhân cho 2 mũ 4 cộng 12 nhân 2 mũ 4. Dùng tính chất phân phối cũng được. 20 nhân 2 mũ 4 cộng 12 nhân 2 mũ 4 trừ 48 nhân 2 mũ 2. Rồi tất cả đem chia cho 2 mũ 6 bằng 5. Rồi, bài này chắc là khó. Có 100 quyển vở. Đọc đề đi. 90 bút mực.
cô giáo muốn chia thành các cái phần thưởng đều nhau. Đó. Còn thừa lại 4 cuốn vở và 18 cái bút mực. Rồi, cũng dễ ha, cũng dễ. Gọi số phần thưởng. Gọi số phần thưởng. Chia được. Chia ra là A phần. Đúng không? Là A phần. Thì lúc A 100 chia thành A phần. 100 mà chia A. Bây giờ là 100 cuốn vở chia thành A phần thưởng đó, nó sẽ dư lại 4 cuốn vở. Rồi 90 cái bút chia thành A phần thưởng thì nó thừa lại 18 cái bút. Đó. Đó, vậy các em suy ra là 100 chia A mà dư 4 thì lấy 100 bớt 4 đi là thành 96 sẽ chia hết cho A. Không? Rồi 90 chia A dư 18 thì các em lấy 90 bớt đi 18 là thành 72. Nó sẽ chia hết cho A thôi. 90 chia A dư 18 vậy lúc đầu mình lấy 90 bớt đi 18 là lúc chia nó sẽ không có dư nữa. Không? Xin lỗi, bên này là A nha. 100 chia A dư 4 thì lúc đầu 100 game bớt đi 4 là còn 96 là lúc chia sẽ không có dư nữa. Vậy suy ra A là ước chung. A sẽ là ước chung của 96 và 72. Mà ước chung của 96 và 72 đó là những số nào? Các em tự giải quyết ha. Ước chung của 96 và 72 sẽ là gì? Đầu tiên thầy đi tìm ước chung lớn nhất là 96 và 72 coi nó bằng bao nhiêu. Là 24 ha. Là 24. Ước chung lớn nhất là bằng 24 nè. Từ đây mình mò ra tất cả các ước của 24 thì nó sẽ là ước chung của 96 và 72. Thì cái này thầy đã dạy rất kỹ trong khóa học V61 rồi. Giờ các em dở ra coi lại thôi. Thầy không có giảng nhiều mà. 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. Đó. Đây là tất cả những ước của 24 này. Đó. Giờ chọn ước nào mới đúng. Thì các em thấy là số phần thưởng á, là phải lớn hơn 18. Đó. A nó phải lớn hơn 18. Còn dư tới 18 cái bút mà. Như vậy là suy ra là A nó sẽ bằng 24. Không thể nào là 12 phần thưởng được. Bởi vì còn dư 18 cái bút mực mà. Dư 18 cái bút mực mà 12 phần thưởng thì vậy cớ gì không phát được thêm, đúng chưa? Như vậy A là bằng 24 phần thưởng. Giờ các em có thể thử lại. Các em lấy 100. Các em chia cho 24. Đó. Thì được 4 phần thưởng, dư lại 4 cuốn vở. Rồi các em lấy 90 cái bút. Các em chia cho 24 phần thưởng. Thì được 3 dư 18. Ồ vậy không ổn các em ơi. Không ổn. Thử lại thấy không ổn rồi. 100 chia cho 24, chia thành 24 phần thưởng thì được 4 phần thưởng. Rồi dư lại là 4 cuốn vở, 90 cái bút. 90 cây bút chia cho 24 chỉ được có 3 phần thưởng à. Đâu có, chia cho 24 phần thưởng thì mỗi phần thưởng được 3 cái bút. Xin lỗi các em, nãy giờ thầy bị hơi chạm một chút ha. 90 cái bút chia thành 24 phần thưởng thì mỗi phần thưởng có 3 cái bút, dư lại 18 cây. Còn 100 cuốn vở chia thành 24 phần thưởng thì mỗi phần thưởng có 4 cuốn vở ha. Dư lại 4 cuốn, vậy đáp án chính xác là 24 rồi đó.
Cái kỹ thuật chi dư này thì thầy dạy kỹ trong V61 rồi nha. Các em đăng ký ngay khóa học V61, V62, V63 nếu như mình chưa có đăng ký. Đó. Ở sắp tới thầy sẽ ra V6 số 4 nữa. Nếu các em đã thi xong vòng hiện mùng 6 tháng 3, các bạn ở bảng A thi xong vòng hiện, thầy sẽ ra cái khóa học V số 4 đó để cho những em mà đậu hiện ta tiếp tục thi vùng tỉnh. Và cũng cần nhắc luôn nè là hiện tại có một số trang web giả mạo cái trang web của thầy, thì các em cố gắng là đừng có bị lừa ha, đừng có bị lừa. Hiện tại là cái địa chỉ duy nhất để liên lạc với thầy là builuận@wordpress.com nè. Cái email của thầy cũng chỉ có một email duy nhất thôi, ngoài email này các em không có được liên lạc với cái email nào khác mạo danh thầy Luận, nhớ chưa? Ở trong mùa hè này cũng như cuối học kỳ 2 thầy sẽ dạy thêm cái lớp 7 luôn. Trong trong lớp trong hè thầy sẽ dạy cái lớp 7 luôn. Kết thúc hè các em sẽ nắm vững chương trình kiến thức lớp 7. Lúc đó các em có thể làm bất cứ bài tập nào cũng được hết. Ta dành cái thời gian thừa đó để ôn luyện học sinh giỏi. Ở nick số 2 thầy sẽ giải hết các cái ô này nha. Còn bây giờ thì thầy đi nhanh. Bài thi số 3, 12 con giáp.